bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Bảng xếp hạng nhiệt độ mỹ nhân cổ trang 2022, Dương Tử Triều Lộ Tư có phim Vận Thua Dương Mịch Triều Lệ Dĩnh. Trong bảng xếp hạng mỹ nhân cổ trang có nhiệt độ cao nhất từ đầu năm đến nay, Triều Lệ Dĩnh Dương Mịch nắm top đầu. Mới đây, bảng xếp hạng danh sách mỹ nhân cổ trang có nhiệt độ cao nhất từ đầu năm 2022 đến ngày 24 tháng 10 năm 2022 đã được đưa ra. Không có để nhận thấy những cái tên trong top này đều là sở hữu tạo hình đẹp được khán giả công nhận trong năm qua. Vị trí đầu tiên và không có gì phải bàn cãi thuộc về Lưu Diệc Phi với 3.64 điểm nhiệt. Trong năm 2022 vừa qua, Thiền Tiên Tị Tị đã có màn tái xuất phim truyền hình cực ấn tượng với Mộng Hoa Lục. Sau 16 năm, tạo hình cổ trang của cô vẫn đẹp và cuốn hút như vậy. Xếp ngay sau Lưu Diệc Phi là hai nàng tiểu hoa đình đám lứa 85, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Trong năm 2022 vừa qua, cả hai người đẹp này đều không có phim cổ trang lên sóng, thế nhưng chỉ số nhiệt độ của họ lại rất cao. Nguyên nhân là do cách đây không lâu, Dương Mịch đã nhận lời đảm nhận vai nữ chính trong dự án cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, còn Triệu Lệ Dĩnh chính là Dự Phượng Hành. Nhờ đó, Dương Mịch leo lên top 2 với 3.13 điểm, còn Triệu Lệ Dĩnh ở top 3 với 2.45 điểm. Điều này đã phần nào chứng minh sức hút và lưu lượng khủng của hai nàng tiểu hoa này. Ngày sau, các đàn chị lứa 85 là hai nàng tiểu hoa lứa 90, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử. Trong 10 tháng vừa qua, nàng gà cưng Dương Mịch có bộ phim Ngự Giao Ký lên sóng và thu về nhiều phản hồi tích cực. Nàng mỹ nữ thân cương xếp ngay sau Triệu Lệ Dĩnh với 2.31 điểm. Trong khi đó, Dương Tử lại có Chồng Vụn Hương Phai của nổi tiếng chẳng kém và bộ phim Trường Tương Tư nên đứng ở vị trí thứ 5 với 1.95 điểm. Điều khiến nhiều người không khỏi bất ngờ chính là thứ hạng của Triệu Lộ Tư. Cô nàng chỉ xếp ở vị trí thứ 7 với 1.39 điểm, thua cả đàn chị mới tái xuất cổ trang là Lưu Thi Thi 1.83 điểm. Vào mùa hè vừa qua, Triệu Lộ Tư đã gây sốt màn ảnh nhỏ khi vào vai Trình Thiếu Thương trong Tinh Hàn Sán Lạn, đóng của Ngô Lỗi. Cả tạo hình và diễn xuất của người đẹp này trong phim đều được khen ngợi. Ngoài ra, nằm trong top 10 còn có Angela Baby với 1.37 điểm, Cốc Tình Y 1.34 điểm và Bạch Lộc 1.23 điểm. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.